tuyển Việt Nam về nước, tạm biệt giấc mơ World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam về nước, khép lại vòng loại World Cup và hướng đến hành trình mới. Sáng ngày 13 tháng 6, sau chuyến bay dài từ Basra, Iraq, với một điểm dừng chân nối chuyến tại Doha, Qatar, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu với Iraq rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam vừa qua cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tuyển Việt Nam chính thức tạm biệt giấc mơ tham dự World Cup 2026. Kết thúc hành trình tại vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng về phía trước sự lạc quan cùng những tín hiệu tích cực, trong đó mục tiêu trước mắt sẽ là cuộc đua đến ngôi cao nhất tại giải vô địch Đông Nam Á, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 khởi tranh vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại và thi đấu giao hữu quốc tế tại các dịp FIFA Days tháng 9, 10 và 11 tới.